Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì cũng đã bảo trì mấy chủ xong xuôi vào chiều hôm nay rồi, nhưng mà chiều hôm nay mình vẫn chưa có vào game anh em. Đó, cũng chưa biết sự kiện gì. Đấy thì cái nội dung bảo trì đó là nâng cấp mấy chủ nè. Rồi cập nhật chuỗi sự kiện mới, hoạt động mừng đấu sĩ SP mới và một số bất ngờ mới dành cho các đội trưởng. Thì hầu hết cái sự kiện này thì nó sẽ cập nhật vào ngày mai. Đó, vào ngày mai thì sau khi mà đua con boss xong xuôi rồi á, đua con Ascension xong xuôi rồi là sẽ cập nhật cái sự kiện mới. Ngày mai là chắc mình nghĩ là sẽ có bảng xếp hạng kim cương của anh em nhỉ. À, mình nghĩ là như vậy. Ông nào mà thấy ý kiến của mình là đúng thì hãy cho mình like share nha anh em. À, bảng xếp hạng kim cương cái phần thưởng là cái hồn vũ khí của con Ascension. Đó, ba hồn vũ khí Ascension top 1, 2, 3. Đó, mình thấy như vậy. Rồi ok. Đó, ngày mai sẽ có sự kiện nha anh em, cũng như là con cập nhật con SP mới là con Mr. Karate. Còn con Rimururu thì chắc chưa đâu, mới nhá hàng thôi anh em. Đó. Rồi hôm nay mình cũng đã là vào bên server VQ và cũng đã thấy được một cái hồn cái chiến hồn. Đó là chiến hồn của con Sion. Ai mở cho anh em coi luôn chiến hồn của Sion nha anh em. Đây. Lời đồn quả không sai. Ôi đẹp quá anh em ơi. Trời ơi, anh em nhìn vậy anh em đâu ông nào không biết là tưởng là nam ai về ấy, tưởng là nữ ai về, nó là một thằng được rửa nha anh em, được rửa chính cống luôn. Nó là bộ ba, là chung với bộ ba đó là con Saiki, con Ascension và con Sion, bóng chúa. Bóng chúa luôn nha anh em. Đó rồi ok. Rồi cái chiến hồn này là chiến hồn 6 sao, thì nếu mà 6 sao như vậy thì tỷ lệ cao nó là một con tướng SP, hầu như bây giờ đều ra tướng SP không nha anh em. Thì con Sion này là cái tạo nhân vật nó là cầm một cây thương. Đó, mang bộ đồ cô gái Trung Hoa. Đấy, thắt hai cái bím tóc ở đằng trước. Ở đằng trước, đấy. Rồi bây giờ mình sẽ dịch sơ bộ về cái chiến hồn đặc biệt. Đó, cái chiến hồn thường thôi chứ phải đặc biệt. Chưa biết chiến hồn đặc biệt là cái gì. Chiến hồn thường của con này thì là cộng 1.600 công nè, 640 thủ và 30.000 máu. Rồi, cái ở góc bên này đó là mới ghê nè anh em. Đó là sau khi mà chiến đấu xong, combo xong á, thì còn dư bao nhiêu năng lượng là coi coi. Chả nhớ nơi này. Đây mới chụp đây. Đây kết hợp ở gì, khi hết lượt, khi hết lượt của địch nha anh em, hết lượt của địch, cứ một điểm năng lượng ta sẽ hồi phục 120 nộ. Không biết là điểm năng lượng của ai. Đó nó ghi vậy anh em. Khi hết lượt của địch nè, cứ một điểm năng lượng ta sẽ phục hồi 125 điểm nộ. Đấy thì nếu mà như vậy, nếu mà điểm nộ của chúng ta thì còn bao nhiêu thì lúc đó thì điểm nộ của chúng ta khá là đầy rồi, nên là nếu mà nó cộng vậy thì dễ ấy quá anh em. Cái này không biết là của địch hay là của ta nữa, ông nào thấy bên nào của địch hay của ta thì mấy ông hãy comment dưới ha, thử coi phân tích có đúng hay không. Đấy, nói chung là nó cộng nộ hơi bị ghê anh em. Nếu mà điểm năng lượng như vậy, một điểm năng lượng mà 125 nộ là cực kỳ là ghê. Mình coi coi, hai điểm là đã là 250 rồi, phải 4 điểm là được 1000 nộ rồi anh em, đúng không anh em? 250 đúng rồi, 4 điểm là 1000 nộ. Đó, 4 điểm là đầy cái nộ anh em. Và này là chiến hồn gắn cho một con tướng riêng nha, không phải đặc biệt nha. Con nào gắn chiến hồn này vào thì năng lượng nó sẽ tăng cái điểm nộ lên. Đó, cũng gọi là ok đấy anh em nhỉ. 6 sao. Đây, Saiki cũng có chiến hồn 6 sao. Elizabeth cũng có chiến hồn 6 sao. À, đợt mình có dịch rồi anh em. Hầu như tất cả mấy cái con Saiki, Ascension cũng 6 sao và anh em led 6 sao hết. Bây giờ chiến hồn 6 sao khá là nhiều. Mà bây giờ có mảnh của cái con, những cái con tướng này để đổi chiến hồn hay không là một chuyện khác. Bởi vì mảnh úp sai cho nó còn không có nữa, huống gì lấy chiến hồn em, cái đó là điều quá là xa xỉ rồi. Ok, coi hôm nay bên CWQ có cái gì thì vẫn đang đua con Zankuro. Vẫn đua con boss Zankuro nha nè. Đây, hôm nay là chắc rồi còn một ngày mấy nữa nè. Chắc là phải ngày mốt sau khi mà hết con Zankuro này thì mới ra mắt em Sion, mình nghĩ là như vậy. Hết ngày hôm nay còn 3 tiếng mấy, còn một ngày mấy lần. Ở bên server Việt Nam chúng ta là tối nay là sẽ là kết thúc con Ascension. Nếu mà được thì mình quay một ít kim cương để mình lấy thêm mảnh đó nè. À, coi bên này đấu trường ngày hôm nay liên server như chưa có mở lại sao đó nè, chưa mở lại nha. Bên này thì đấu trường thường thì có.
Ôi, ai à, tại sao nó để hình của con Cadillac nha, ơi con Mr. Karate nha, vẫn là mảnh Cadillac mà. Qua bên đấu trường coi có nhận trận đấu rồi hay không. Đấy, nay rảnh rảnh làm video anh em coi mỗi ngày cái đỡ buồn anh em nhờ, dịch giả như thế này thì toan đó anh em. Coi trận đầu đi, trận đầu là thấy ok nè. Nghe nói là kéo dài những cách hay sao đó nè, tới ngày 15 tháng 8 gì đó, nó nghe nói như vậy, để coi thông báo coi như thế nào. Khổ thực sự, khổ nhất là mấy ông ở Sài Gòn, còn mình thì ở Đồng Nai thì cũng gọi là cũng giống y chang vậy anh em. Sài Gòn sao Đồng Nai nó cũng na ná vậy à, nên là cũng hơi là hơi buồn tí, nhưng mà thôi cũng ráng cố gắng là mỗi ngày ra cái video cho em coi, chủ yếu cho anh em là nói chuyện với anh em cũng như là cập nhật tình hình game nó như thế nào đó, để ông nào có đam mê, còn đam mê thì có thể là vào xem video của mình. Không xem video thì có thể là nghe mình là nói chuyện chém gió cũng được, đúng không anh em? Thì để coi mình nghĩ là video game sắp cho anh em con UR trọng tài rồi đó, mình nghĩ là như vậy, sắp cho rồi. Bởi vì mình có một cái server, khi mà chúng ta đăng nhập vào thì sẽ tặng luôn con UR trọng tài. Đăng nhập 7 ngày sau đó nè, sẽ tặng luôn UR trọng tài. Thì xong cái server đó một thời gian thì chắc phải cho chúng ta re thôi, nhưng mà chắc phải đợi sự kiện nào đó. Hôm nay tháng mấy trung thu mấy ông nhờ? Chắc mình nghĩ sự kiện trung thu ấy, gần tới sự kiện trung thu đúng không? Hôm nay tháng 7, còn lịch âm ở dưới là chắc mới tháng 5 thôi. Thì chắc có vài tháng nữa nếu mà sự kiện trung thu có thì sẽ cho anh em con UR trọng tài vào cái sự kiện đó. Mình nghĩ là như vậy. Nếu mà cho UR trọng tài thì chúng ta phải cày nha anh em, cái này phải cày mát binh mới được. Cày cái ống sao màu xanh ấy mới được nha anh em. Được, cũng đã khá lâu rồi mình có review cái trận đó cho anh em xem rồi, những cái sự kiện đó cho anh em xem rồi. Được có con UR trọng tài 3 sao thôi, được cho những ông top nạp đó anh em, sướng thật sự. Những ông top nạp được UR trọng tài sướng quá, chơi tới giờ luôn, được luôn cả một hồn vũ khí nữa mới ghê chứ. Được luôn cả một hồn vũ khí mới ghê chứ. Ui ôi, Orochi ép mắt thì đau mà bóp không chết ai cả, chán vậy. Bây giờ Amakusa ra rã anh em nhỉ. Và của con bây giờ ông nào mà bung lụa ra nạp giờ này mới ngon nè, bàn là đồ xịn không. Bây giờ đồ hồi đó nạp ví dụ như là cái hồn vũ khí của con Kyo thôi cũng đã là mắc mỏ rồi, mà bây giờ là như cho ví dụ thôi nha anh em. Rồi hồn vũ khí con Kula rồi cũng mắc luôn. Em biết hồi đó anh em chơi từ đầu em tới giờ anh em biết là con Kula là có được cái hồn vũ khí của con Kula hoặc một con tướng SSR nào đó cực kỳ khó. Bây giờ hầu như là nó đều là re luôn anh em, muốn cả re luôn. Đấy, bây giờ anh em nạp phần khu vực rồi nạp lấy đá bảo khí, lấy hồn vũ khí của cái con tướng Gunit đồ các thứ để mà lên SP, lên S-Max đó thì nó mới gọi là ghê anh em. Nó rồi đó kiếm cực khổ, bây giờ là nạp mà có khỏe re, có nạp mà cực kỳ nhiều mới có này, nạp mà để đua bot á mới có, còn bây giờ nạp cái là có luôn. Đó thì đó là cũng là quy luật thôi nè, không có thể thay cách được. Đó, nói chung là bây giờ anh em nạp tiền thì anh em mà là nạp một á mà anh em được tới 4-5 đó, nó nôm na là như vậy. Chứ nữa được 10 thì nó hơi là hơi quá, được 4-5 thôi. Những số tiền đó mình nạp thì để mình nhớ coi tầm cỡ lắm phải 60 tỏi, 60 củ tỏi là tỷ rồi. Tầm đó 50-60 tầm đó. Gần cái ống kinh nghiệm level VIP của mình là phải tầm cỡ trường 3/4 cây rồi nè, 3/4 cây, hơn 1/2 một xíu thôi. Đó, tầm đó nè. Gula bên này họ hay tắt ít mắt ghê anh em nhờ. Ui dồi ôi, tưởng đầu thay luôn. Mấy này đánh chày cối nè, hết giờ luôn rồi. Đấy thì sau thì mình nghĩ 1-2 ngày nữa mới có sự kiện là ra con Sion. Thì lúc đó thì chắc chắn
là mình sẽ quay video cho anh em coi, và cũng như là dịch sơ bộ về cái skill con Sion, thử coi là nó có những cái gì. À, tới đó thì chắc chắn là mình sẽ quay cho anh em coi ha, và cũng như là gameplay của em nó như thế nào luôn, skill chơi như thế nào luôn. Đó, tới con tướng mới là mình thấy là thích thích rồi nè, để thử coi coi có cái có con tướng mới chưa bên này ở ngoài đây, thử coi có chưa. Hầu như bây giờ chưa có nha nè, chưa có tướng mới đâu. À, phải là hết con ra đua boss con Sakura đã may ra mới có. Ủa, này hồng hạp con gì đây? À, Susan chít hỏa. Chít hỏa thì ngầu quá anh em, nhưng mà nó không có mạnh bằng mấy con khác. Nên là cũng khá là ít người chơi. Học quà. Ôi, nạp được 30 tệ được cái gì đây ta? Một cái một sao mà từ 1 đến 5 á nè. Coi những gói đạp bên này coi có ngon nghẻ hay không. Giờ thở lực cái coi. Ác này vậy nhé, ác vào quay cho anh em xem thôi, chứ cày cú không có được nhiều. Ôi, bạo khí nè, đá bạo khí nè. Đá bạo khí bán 1.500. Bên này sau cho mảnh tướng khá nhiều nha anh em, ri luôn nè. Mr. Karate rồi ri luôn nè, 30 mảnh nè. Nên anh em cứ từ từ mà chơi. Rồi hộp khu vực nữa nè. Đó, đá khu phần khu vực rồi các thứ. Cái gói nạp nạp thì ngon quá nè. Rồi thôi thì hôm nay là khè khè anh em đó, như đây là được rồi. Sau có những cái gì mới thì mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Nếu em thấy hay đừng quên like, share, những theo dõi kênh mình. Cảm ơn rất nhiều nha.